Hello đi em đợi. Hello. Chào mọi người nhé. Hôm nay công việc của anh em là làm cái quay. Cái quay nước là cái gì ta? À biết. Cái đó tí sẽ cho các bạn xem nha. Ok, công việc ngày hôm nay. Đó. Oh, cùng xem anh em làm việc nha các bạn nha. Đây. Là cái trục quay nước hay sao các bạn ơi, cái trục quay nhé các bạn ạ. Đây sẽ là làm cái trục quay. Ok, thưa anh em này các bạn. Nắng quá. Trời nắng quá. Vâng, đây là cầu khỉ đấy các bạn. Đây là, ô quên rồi, cái này gọi gì ta? Quên rồi anh. Là cái gì ấy nhỉ? Sẽ cho các bạn xem. Tao nói, dạ. Tao không có được sống nha. Đâu, cái tay không là được rồi, không mặc đâu. Được tay mà cứ sợ. Để cho nước vào đây, xong nó quay. Xéo xéo hả? Không. À, đường này cắt được hai đường. Có cắt một đường thôi. Phải hai đường. Đưa ra các hai đầu đây, đưa ra. Phải tất kỹ nó ừ cái này nhé, cái ống dài nhiều nước đấy, cái này thằng có nào mày không đấy, móc vô không cho này tiếp nhé. Đây cổng chỗ này đây, bao nhiêu cổng này đây. Còn cho em giấu cái ghê chứ. Thử tí cắt ra hả? Một dây là 1.000 đó. Ê, mình không còn cổ u chứ. Để cho ngọt nước.
quay quay xem nào. Ok. Thế cái này làm sao nó tự xoay được vậy? Không bơm nước. Đánh một cái bánh lái của nó đó. Hả? Mới có được một cái, ngày mai làm tiếp ạ.